Xin chào quý vị khán giả của kênh YouTube MyTV Football. Chúng ta lại trở lại với chương trình Derby Manchester, thế giới dành riêng cho các cổ động viên của hai nửa xanh đỏ thành Manchester. Vòng bùng Premier League sẽ khởi tranh vào tối nay và cả Manchester United lẫn Manchester City đều ra sân vào buổi tối thứ Bảy. Chắc hẳn các fan đang rất quan tâm đến tình hình lực lượng và sự chuẩn bị của hai đội bóng trước thềm hai trận đấu tối nay. Vậy hãy để Huyền Trang cùng Derby Manchester truyền tải những thông tin nóng nhất đến quý vị khán giả nhé! Manchester United sẽ là đội mở màn vòng 4 Premier League khi có chuyến làm khách đến sân của Southampton. 3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc đối với thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag trong bối cảnh Quỷ Đỏ vừa phải nhận hai thất bại liên tiếp trước Brighton và Liverpool. Trước khi hành quân đến St. Mary, Man United cũng đã hoàn thành công việc quan trọng mà mỗi đội bóng tại Premier League cần phải hoàn thành sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc. Manchester United sẽ bước vào cuộc đối đầu với Southampton trong trận đấu mở màn vòng 4 Premier League diễn ra vào tối nay. Trước thềm trận đấu diễn ra, đã có những thông tin liên quan đến lực lượng của Quỷ Đỏ thông qua những chia sẻ đến từ Erik ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan cho biết, hai ngôi sao Luke Shaw cùng Rasmus Højlund sẽ không kịp bình phục chấn thương để tham gia trận đấu này. Rasmus Højlund và Luke Shaw đang có những tiến triển rất tốt, nhưng cả hai đều chưa sẵn sàng cho trận đấu với Southampton. Højlund và Shaw vẫn chưa ra sân cho Manchester United mùa này sau 3 trận đấu. Højlund đang điều trị chấn thương gân kheo gặp phải từ mùa giải trước, trong khi Luke Shaw gặp vấn đề ở bắp chân trong một buổi tập cũng từ mùa giải trước. Ngoài hai trường hợp nêu trên, huấn luyện viên Erik ten Hag cũng không có sự phục vụ của Victor Lindelof, Charo Malacia, Lenny Choro và Mason Mount bởi những vấn đề chấn thương khác nhau. Về trường hợp của Bruno Fernandes, anh gặp chấn thương trong một trận đấu tại Nations League cùng đội tuyển Bồ Đào Nha mới đây. Tuy vậy, vấn đề với tiền vệ này không đáng lo ngại và anh có thể ra sân trước Southampton. Hiện tại, tất cả các cầu thủ Man United vừa trở về từ đội tuyển quốc gia đã trở lại tập luyện và hành quân đến St. Mary, trong đó có tân binh Manuel Ugarte. Theo huấn luyện viên Erik ten Hag, Ugarte cũng sẵn sàng có màn chào sân trong màu áo đội bóng mới. Sau 3 vòng đấu tại Premier League, Man United đang gây thất vọng khi chỉ thắng 1 và nhận 2 thất bại trước Brighton và Liverpool. Đối đầu với tân binh Southampton đã toàn thua ở cả 3 vòng đấu là cơ hội không thể tốt hơn cho Quỷ Đỏ tìm lại được niềm vui chiến thắng. Trong khi đó, ở những thông tin bên lề, mới đây, tiền vệ Donny van de Beek đã có những chia sẻ liên quan đến đội bóng cũ Manchester United trong khoảng thời gian anh thi đấu tại đây. Ở khi chuyển nhượng hè vừa qua, tiền vệ người Hà Lan đã chính thức gia nhập Girona với mức phí 500.000 euro và khép lại 4 năm vô cùng khó khăn tại Old Trafford. Từng lọt vào danh sách đề cử của bóng vàng, tuy nhiên, tiền vệ của Ajax gần như đã đánh mất sự nghiệp của mình khi chuyển tới Man United. Ở những lần cho mượn tới Everton hay Frankfurt, Van der Beek cũng không thể hiện được quá nhiều. Mới đây, tiền vệ người Hà Lan đã có những chia sẻ liên quan đến Manchester United. "Tôi cố gắng tận hưởng bản thân một lần nữa và tôi đang làm như vậy. Girona là một câu lạc bộ tuyệt vời với lối chơi hay. Tôi nghĩ mình có thể giúp ích cho điều đó và tôi đang nỗ lực hết mình. Rõ ràng là không có gì xảy ra với hai bên, đó là chuyện của quá khứ, nhưng không có một lời nào không hay về câu lạc bộ. Tất nhiên là tôi không được thi đấu nhiều, nhưng tôi đã học được rất nhiều bài học với những cầu thủ giỏi xung quanh tôi và những nhân vật tốt trong câu lạc bộ. Tôi sẽ mang những điều đó theo mình trong tương lai." Sau một tuần tạm nghỉ, các khán giả được chứng kiến sự trở lại của các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, trong đó có Premier League. Trận đấu mở màn vòng đấu thứ tư sẽ diễn ra vào khung giờ tương đối đẹp với các khán giả Việt Nam vào lúc 18:30. Đáng chú ý là có sự xuất hiện của Man United khi họ đối đầu với đội chủ nhà Southampton. Sau hai thất bại liên tiếp đầy thất vọng trước Brighton và đại kình địch Liverpool, người ta sẽ chờ đợi xem Quỷ Đỏ liệu có thể đứng dậy được hay không khi đã có quãng nghỉ một tuần để chuẩn bị cho trận đấu vào tối nay. Và nhiều người đánh giá rằng đây là thời điểm không thể tốt hơn cho Erik ten Hag cùng các học trò tìm lại niềm vui chiến thắng khi đối thủ là tân binh Southampton. Southampton là đội bóng tân binh tại Premier League mùa giải năm nay, thể hiện phong độ khá tệ hại khi đã để thua cả 3 vòng đấu đầu. Đội bóng này có hàng phòng ngự chơi khá mơ ngủ, cùng với đó là hàng công không thể bù đắp cho những sai lầm nơi tuyến dưới. Đó chính là lý do vì sao giới chuyên môn nhận định đây là một đối thủ dễ thở với Man United vào lúc này. Tại St. Mary vào tối nay, rất có khả năng tân binh Manuel Ugarte sẽ có màn chào sân cho màu áo đội bóng mới khi xuất phát ngay từ đầu. Ten Hag đã xác nhận trước trận đấu rằng tiền vệ người Uruguay đã hoàn toàn khỏe mạnh sau khi đợt FIFA Day vừa qua khép lại. Rất nhiều cổ động viên Quỷ Đỏ chờ đợi về sự xuất hiện của Ugarte sau khi họ đã phải chịu đựng quá nhiều những sai lầm đến từ Casemiro trong khoảng thời gian vừa qua, khiến đội nhà bị báo hại. Và còn gì tuyệt vời hơn với các fan hâm mộ của Man United trong một ngày cuối tuần nếu như được chứng kiến đội bóng con cưng có được 3 điểm trọn vẹn. Tuy vậy, bóng đá không thể nói trước được điều gì, và nhất là với Man United lúc này.
họ vẫn đang có tình hình khá bất ổn với nhiều vấn đề trong và ngoài sân cỏ. Và không ai có thể đảm bảo được rằng Quỷ Đỏ có thể giải quyết được Southampton đang có chuỗi phong độ tệ hại vào lúc này. Điểm tựa sân nhà sẽ là yếu tố chính để giúp Southampton nghĩ về điểm số đầu tiên ở mùa giải năm nay và có thể khiến chiếc ghế của Erik ten Hag lung lay hơn bao giờ hết sau khi vòng đấu thứ tư khép lại. Chỉ ít giờ sau khi trận đấu giữa Manchester United và Southampton khép lại, đến lượt Manchester City có cuộc tiếp đón Brentford trên sân nhà Etihad. Tình hình nhân sự tiếp tục trở thành cơn đau đầu đối với huấn luyện viên Pep Guardiola khi Nathan Ake chắc chắn vắng mặt và có khả năng ngồi ngoài dài hạn. Không những vậy, nhiều khả năng đội chủ sân Etihad còn không có được sự phục vụ của cầu thủ đang sở hữu phong độ hủy diệt sau 3 vòng đấu đầu tiên tại Premier League. Phát biểu trên trang chủ của Man City, huấn luyện viên Pep Guardiola đã tiết lộ rõ mức độ chấn thương mà hậu vệ Nathan Ake dính phải sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua. Ở trận hòa 2-2 của tuyển Hà Lan trước Đức thuộc khuôn khổ vòng bảng Nations League 2024-2025 diễn ra giữa tuần này, hậu vệ Nathan Ake bên phía club màu da cam đã dính phải một chấn thương khiến cầu thủ 29 tuổi phải rời sân sau hiệp 1 và được thay thế bởi Julian Timber. Mới đây, trong buổi họp báo trước màn tiếp đón Brentford tại vòng 4 Premier League diễn ra vào tối nay, chiến lược gia người Tây Ban Nha thông báo ngôi sao sinh năm 1995 đã dính một vấn đề ở gân khèo, qua đó nhiều khả năng phải rời xa sân cỏ trong khoảng 1 tháng. Dự kiến sau khoảng hơn 4 tuần nữa, Ake sẽ bình phục hoàn toàn chấn thương. Điều này đồng nghĩa cựu sao Bournemouth sẽ vắng mặt trong toàn bộ 7 trận đấu tiếp theo của đội chủ sân Etihad, lần lượt với Brentford, Inter Milan, Arsenal, Watford, Newcastle United, Slovan Bratislava và Fulham, cả Premier League lẫn Champions League. Với việc Nathan Ake vắng mặt trong thời gian tới, nhiều khả năng Josko Vardion sẽ là người đảm nhận vị trí bên hành lang cánh trái của The Citizen. Ngôi sao người Croatia đã dần nhận được sự tin tưởng đến từ Pep Guardiola sau nửa đầu mùa giải năm ngoái thi đấu không quá ấn tượng. Ngoài ra, Pep Guardiola cũng đang chờ thông tin từ Erling Haaland khi tiền đạo người Na Uy phải trở về quê nhà dự đám tang của một người bạn thân thiết, qua đó bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận gặp Brentford. Đó là thông tin không vui với Haaland và gia đình. Chúng tôi luôn tôn trọng Haaland và gia đình cậu ấy. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm trường hợp này vào ngày mai. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã đón nhận thông tin vui khi khẳng định bộ đôi Phil Foden và Rodri đã đạt thể trạng sung mãn nhất để ra sân ở trận đấu tiếp theo. Trước bầy ong, Man City đặt ra mục tiêu có được 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà, qua đó duy trì mạch trận toàn thắng ở mùa giải năm nay. Trở lại sau kỳ FIFA Days, Manchester City đang phải đối mặt với nhiều thách thức cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhưng trước mắt, nửa xanh thẻ Manchester sẽ tập trung cao độ vào cuộc đối đầu với Brentford trên sân nhà Etihad. Xét về tương quan lực lượng cùng thành tích đối đầu, bầy ong hẳn không phải là đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Tuy nhiên, có một chi tiết sẽ khiến Manchester City dè chừng trước đội bóng đến từ London. Man City sẽ bước vào vòng đấu thứ tư Premier League để đối đầu với cặp vị khách Brentford trên sân nhà Etihad. Các nhà đương kim vô địch vẫn cho thấy sức mạnh của mình sau 3 vòng đấu đầu tiên trước các đối thủ rất khó chịu như Chelsea hay West Ham. 9 điểm tuyệt đối cùng với đó là sở hữu một tiền đạo đẳng cấp hàng đầu châu lúc này, đó là Erling Haaland với 7 bàn thắng sau 3 vòng đấu. Quãng thời gian nghỉ một tuần để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia có thể ảnh hưởng phần nào đến sự hưng phấn của The Citizen ở vòng đấu tới đây. Đoàn quân của Pep Guardiola vẫn được đánh giá cao hơn so với Brentford ở trận đấu sắp tới khi chúng ta nhìn vào lực lượng, trình độ lẫn vấn đề sân bãi. Sẽ không quá bất ngờ nếu như chúng ta lại được thấy Man City giành chiến thắng và có được 12 điểm tuyệt đối sau khi vòng đấu thứ tư khép lại. Tuy vậy, vẫn phải nhìn qua một chút về phía bên kia chiến tuyến liên quan đến Brentford. Bầy ong sau 3 vòng đầu tiên chơi không hề tồi với 2 chiến thắng và 1 thất bại. Kể cả khi mất đi cho sút Ivan Toni thì họ vẫn cho thấy sự khó chịu của mình trong lối chơi phòng ngự phản công và vẫn có thể đảm bảo được vấn đề đầu ra bàn thắng. Thất bại duy nhất của đoàn quân huấn luyện viên Thomas Frank đó là chính trước Liverpool của Arne Slot khi họ làm khách tại Anfield. Còn lại, họ đều đã vượt qua những đối thủ ngang tầm như Crystal Palace hay Southampton. Ở trận đấu tại Etihad sắp tới, Bayern sẽ cực kỳ khó khăn để có điểm số ra về, nhưng không vì thế mà họ không có cơ sở để lạc quan. Còn nhớ ở mùa giải 2022-2023, chính Brentford là đội bóng đã kéo sập pháo đài Etihad và chấm dứt chuỗi 28 trận bất bại tại đây đến từ Man City. Và họ cũng chính là đội bóng duy nhất trong vòng 2 năm trở lại đây có thể hạ gục được Man City trên sân nhà trong khuôn khổ Premier League lần đấu trường châu Âu. Chính bởi vậy, Thomas Frank cùng các học trò cần có được tâm lý thoải mái khi bước vào trận đấu để hy vọng có thể thêm một lần nữa khiến Man City ôm hận giống như 2 năm về trước. Đó là tất cả những gì có trong chương trình Derby Manchester ngày hôm nay. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào giờ này ngày mai cũng trên kênh MyTV Football để cùng nhìn lại những gì đã diễn ra trong 2 trận đấu có sự góp mặt của Manchester United và Manchester City. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và chúc các bạn có một cuối tuần thật nhiều niềm vui.